Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một chiếc hộp khá là màu mè của một chiếc smartphone mới nhà Lenovo. Đây là chiếc Viber S1. Sau đây sẽ là những đánh giá và chia sẻ của mình về chiếc điện thoại mới nhất này của nhà Lenovo. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc Viber S1 cùng với rất nhiều những chiếc smartphone chính hãng khác thì hãy đến ngay với các cửa hàng Hana Mobile gần nhất để trực tiếp trải nghiệm. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra. Bên trong thì chúng ta sẽ có chiếc máy Viber S1 lắp sẵn một chiếc ốp nhựa. Phụ kiện bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một miếng dán màn hình này, cục sạc, cáp kết nối micro USB, cùng với đó là sách hướng dẫn sử dụng, cùng với đó là quẹt chọc SIM. Đây là tất cả những phụ kiện của chiếc Viber S1 khi các bạn mua hàng chính hãng tại Hana Mobile. Và sau đây thì mình sẽ đến ngay với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Viber S1. Cảm giác ban đầu của mình khi cầm chiếc máy này trên tay thì rất là nhẹ nhàng và nhỏ gọn, do máy chỉ có màn hình kích thước là 5 inch. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có vị trí của loa thoại, camera trước, cảm biến. Phía dưới sẽ là 3 phím cảm ứng bên ngoài màn hình, bao gồm phím đa nhiệm, phím home và phím back. Mặt lưng của sản phẩm này thì được làm từ kim loại, tuy nhiên thì được phủ lên một lớp kính cong, giúp cho việc cầm nắm chiếc máy này trên tay thì rất là thoải mái. Và mặt lưng là vị trí đặt của camera chính, đèn flash 2 tông màu cùng với logo Viber. Mặt lưng này thì mình thấy khá là đẹp, cho cảm giác cầm nắm chiếc máy rất là dễ dàng và rất phù hợp với bạn nào có bàn tay nhỏ cũng dễ dàng để sử dụng. Khung viền của máy thì được làm bằng kim loại, càng làm cho chiếc máy của chúng ta trở nên chắc chắn và sang trọng hơn. Ở trên đỉnh máy chúng ta sẽ thấy vị trí của sạc cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía dưới sẽ là cổng sạc cùng với ra hai giải loa, có thể sẽ là một loa và một mic thoại được thiết kế cho cân đối. Ở cạnh trái sẽ là vị trí của khe cắm SIM, tích hợp khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó là hai SIM hoặc là một SIM một thẻ nhớ. Và phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng thì đặt ở bên cạnh phải. Hai phím này được bố trí khá là hợp lý cho cả dấp bấm và phản hồi tốt. Chiếc smartphone của chúng ta thì sở hữu một màn hình 5 inch, độ phân giải là Full HD và sử dụng tấm nền là IPS. Màn hình này thì sẽ cho chúng ta độ sáng cao, góc nhìn tốt và màu sắc được thể hiện rất là trung thực. Các sản phẩm của Lenovo thì vẫn được mình đánh giá cao về mặt chất lượng hiển thị và với chiếc Viber S1 này thì cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy thì các trải nghiệm khi mà xem phim này, xem ảnh hay lướt web trên màn hình của chiếc điện thoại này cũng đều đáp ứng tốt được nhu cầu của người dùng chúng ta. Cùng đến với cấu hình, chiếc Lenovo Viber S1 thì được sở hữu con chip MediaTek MT6752 cùng với 3GB RAM. Cấu hình này thì đảm bảo cho người dùng những trải nghiệm đều rất là mượt mà, các game hay ứng dụng đều được xử lý rất là nhanh, kết hợp với giao diện VIUI nhẹ nhàng trên nền Android 5.0. Các bạn có thể yên tâm là các trải nghiệm khi là chơi game này hay là mọi thao tác sử dụng đều rất là mượt mà và nhanh chóng. Và để đáp ứng cho một cấu hình như vậy, chiếc máy của chúng ta thì được trang bị viên pin có dung lượng là 2500mAh. Với một cấu hình khá là ổn cùng với giao diện nhẹ nhàng, dung lượng pin này thì đủ để chúng ta sử dụng thoải mái chiếc máy này trong vòng một ngày. Là một sản phẩm thời trang, bên cạnh đó camera của chiếc Viber S1 này cũng rất là ấn tượng, đặc biệt là camera trước. Nó có thông số là 8 megapixel cho camera thứ nhất và camera thứ hai sẽ có độ phân giải là 2 megapixel, dùng để đo khoảng cách cũng như là để xóa phông khi mà chúng ta chụp ảnh. Đây là một tính năng khá là thú vị ở trên camera của chiếc điện thoại này. Camera thì cho chất lượng chụp ảnh khá là tốt và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại độ mờ này cũng như khả năng xóa phông để có những bức ảnh ảo diệu hơn. Cùng với đó là rất nhiều chế độ tùy chỉnh ở trên camera trước, rất phù hợp với những bạn nào mà có sở thích là đam mê tự sướng hay là có khả năng sống ảo một chút. Còn với camera chính là 13 megapixel, có hỗ trợ đèn flash. Camera này thì cho tốc độ chụp cũng như lấy nét rất là nhanh. Và ảnh cho ra bởi camera của chiếc Viber S1 này cũng đáp ứng được nhu cầu của người dùng, đủ để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc của bản thân để chia sẻ với bạn bè. Vừa rồi thì là những đánh giá và chia sẻ của mình về chiếc Viber S1 tây minh mới của nhà Lenovo, với một thiết kế nhỏ gọn, thời trang, màn hình hiển thị đẹp, cấu hình tốt, camera trước độc đáo, phục vụ tốt cho khả năng tự sướng, cùng với đó là một thời lượng pin đủ để chúng ta sử dụng trong một ngày. Và quan trọng hơn cả là sản phẩm này đang có giá bán rất tốt tại Hana Mobile, cùng với đó là rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Và nếu các bạn quan tâm đến chiếc điện thoại này cũng như rất nhiều những mẫu smartphone chính hãng khác thì hãy đến ngay với các cửa hàng Hana Mobile gần nhất để trực tiếp trải nghiệm. Và cũng đừng quên truy cập website hanamobile.com để thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và cũng như những ưu đãi đi kèm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.